Nhắc đến Thạch Bình, người dân nơi đây luôn tự hào về một vùng quê giàu truyền thống văn hóa yêu nước và cách mạng. Có quần thể di tích lịch sử văn hóa Đền Mẫu và Đền Tam Thánh xếp hạng cấp tỉnh. Đền Tam Thánh là nơi thờ bộ ba tướng của Tản Viên Sơn, đền vốn được xây dựng từ thời Nguyễn đầu thế kỷ thứ 18. Kiến trúc về cơ bản, đền vẫn giữ được hình dáng và toàn bộ kiến trúc bên trong. Lịch sử của đền Tam Thánh được hình thành cách đây khoảng 300 năm. Theo truyền thuyết, vào thời Nguyễn, khi nhà vua đi qua làng Án Long, xã Thạch Bình, nhà vua đã nằm ngủ tại đây. Trong giấc ngủ, bỗng xuất hiện ba vị thần ở ba ngọn núi khác nhau, đó là Nguyễn Viết Tuấn, Nguyễn Viết Hương và Nguyễn Viết Long. Ba vị thần này báo mộng và đã chỉ cách đánh thắng giặc cho nhà vua. Sau khi nhà vua đánh giặc trở về, ông đã cho lập đền thờ cúng tế để tưởng nhớ công ơn, đó chính là đền Tam Thánh, xã Thạch Bình ngày nay. Theo người dân, hiện tại khuôn viên của đền vẫn còn lưu lại dấu vết, đó là một bàn chân của ba vị thần đã giúp vua đánh thắng giặc, nay đã trở thành một giếng nước trong vắt như màu ngọc bích. Hàng năm cứ vào những ngày hội làng, mùng 1 ngày rằm, bà con dân làng họ lại sử dụng nước giếng để tế thần hoặc dùng để rửa lễ vật, đồ cúng tế, cũng có người dùng nước giếng để tắm mát cho trẻ nhỏ với một ý nguyện cầu mong sức khỏe. Ngôi đền này đã hiện diện cách đây khoảng 270 năm lịch sử, được chia thành 3 khu, gồm có nghi môn, khu tiền đường và hậu cung. Khu tiền đường còn lưu giữ nguyên những giá trị lịch sử, từ những nét chạm khắc chạm trổ trên mặt hổ phù đến những đường uốn đường cong, các dấu hiệu giáp nối đều thể hiện kiến trúc của thời Nguyễn. Khu tiền đường của đền gồm có 12 cột cái và 12 cột con, được chia thành 5 gian, 2 trái. Đây chính là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, là nơi sinh hoạt văn hóa của làng xã, tạo nên hồn cốt của một vùng quê rộng lớn. Trải qua quá trình thời gian, đến nay khu tiền đường đã bị xuống cấp. Hiện tiền đường của đền Tam Thánh đã cho tháo gỡ một số bộ phận như cột kèo bị mục để tiến hành phục dựng, thay thế cột khác. Hiện khu tiền đường, ban quản lý cũng đã kiểm tra thẩm định và đã cho tháo gỡ 4 cột con, tháo gỡ mái và các cấu kiện bị mục nát. Hiện đơn vị trùng tu cũng đã cho hạ giải công trình, ghi chép, đánh số, vẽ, chụp ảnh các cấu kiện, mái che phủ. Để lưu giữ những giá trị cốt lõi, gốc gác của tiền đường, biện pháp hữu hiệu là phải dựa trên cơ sở nghiên cứu, đối chứng khoa học với các bộ phận điêu khắc kiến trúc, kể cả việc tham chiếu những di tích kiến trúc cùng thời trong khu vực và sẽ tiến hành dựng công trình ở một cách chính xác. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ khu di tích Đền Tam Thánh là trên 300 triệu đồng. Và Ủy ban Nhân dân đang chỉ đạo cho các tổ chức cũng như là các ban ngành đoàn thể và huy động cái nguồn vốn xã hội hóa của nhân dân tu bổ tôn tạo đền để đền sớm hoàn thiện vào năm 2018. Và khi đền hoàn thiện thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của bà con nhân dân ở trong địa phương cũng như là trên địa bàn huyện Thạch Thành. Di tích lịch sử văn hóa thường tồn tại qua nhiều thời gian, đó chính là công sức, trí tuệ, phong cách, sự sáng tạo của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Bởi vậy, khi phục dựng, trùng tu, bảo tồn, cần phải chú ý tính liên tục về mặt phát triển văn hóa, tính kế thừa và tiếp biến văn hóa ở đền. Đồng thời, cần nghiên cứu cẩn trọng, có sự am hiểu sâu sắc, có một góc nhìn tinh tế sao cho phù hợp mà vẫn giữ nguyên được giá trị, tính chất của đền. Đền Tam Thánh, đình Mường Đòn, chùa Cảnh Yên, đó đều là những nơi hội tụ tinh hoa văn hóa cùng các giá trị lịch sử, tạo nên bản sắc riêng của một dân tộc, một làng, một xã. Lịch sử xã Thạch Bình còn gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đây là một địa danh ngàn năm văn vật, văn hiến, là nơi phát hiện trống đồng thời Hùng Vương dựng nước. Đó cũng là nơi xuất phát hai thiên tình sử, chuyện thơ nổi tiếng các xứ Mường, Nàng Nga Hai Mối và Út Lót Hồ Liêu. Với bà con nhân dân, đền Tam Thánh, đền Mẫu và các giá trị văn hóa khác của huyện đã làm nên một tổng thể của một cộng đồng văn hóa, là nơi sinh hoạt tâm linh, là món ăn tinh thần chứa đựng thông điệp của ông cha nhằm gửi gắm lại thế hệ mai sau. Đặc biệt, lịch sử đền Tam Thánh và chuyện thơ cổ Nàng Nga Hai Mối còn hàm chứa các giá trị về lòng yêu nước, thể hiện tính nhân văn, quyền tự do yêu đương, khát vọng hạnh phúc, giúp con người ta hướng đến những điều chân thiện mỹ. Đền Tam Thánh, đình Mường Đòn cùng công trình văn hóa đang trùng tu, đó cũng chính là điều mà bà con mong muốn, khát khao với mục đích giữ gìn, bảo vệ di sản của làng. Đi liền với các giá trị tinh thần, tạo nên một khuôn mẫu về một vùng quê Thanh Bình giàu giá trị văn hóa, điểm tô thêm cho nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.